Thưa sư phụ, xin cảm ơn Ngài Đại Từ Đại Bi. Cảm ơn Ngài Đại Từ Đại Bi đã khai thị. Ngài vất vả rồi. Thông qua lời khai thị của Ngài làm cho chúng con hiểu được chân tướng sự thật, tránh cho sau này không phạm những tội lỗi càng lớn hơn nữa. Bi kịch giết con ngày ngày sẽ không diễn ra nữa. Thông qua khai thị của Ngài cũng làm cho con hiểu được nguyên nhân căn bản của hiện tượng phá thai não loạn trên thế giới này, chỉ ra con đường trở về hạnh phúc bản nguyên. Thưa sư phụ, xin cho phép con thay mặt cho đại chúng xã hội, thay mặt cho những người đã từng phá thai, đặc biệt là những tiểu anh linh từng bị phá thai, chí thành cảm ơn Ngài, cảm ơn sư phụ. Con ở đây thay mặt quá khứ, hiện tại, vị lai, toàn thế giới tiểu anh linh bị phá thai, lễ thỉnh Ngài quy y cho họ. Vâng, ở đây mọi người đã chuẩn bị trước một phần chứng nhận quy y. Đây là các tiểu anh linh, họ muốn được Ngài quy y. Đây là phái quy y. Chúng tôi ở đây đọc một lần. Quy y Tam Bảo Chứng Thư. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thử Tùng Chim Thiên. Nại Chi Mạng Tồn. Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Câu này đọc ba lần. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thử Tùng Kim Thiên. Nải Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm. Ngã Đệ Tử Diệu Âm. Thử Tùng Kim Thiên. Nải Chí Mạng Tồn. Quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn. Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn. Quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Câu này đọc ba lần. Tư Hữu Toàn Cầu Đọa Thai Thủy Anh Linh Bồ Tát. Chí Thành Quy Hướng Tam Bảo. Lễ Thỉnh Tịnh Không Pháp Sư Di Tam Quy Chứng Minh A Xà Lê. Cánh thủ pháp danh Diết Diệu Âm. Tùng Kim Dĩ Hậu Tận Thử Hình Thọ. Thệ Y Phật Di Sư. Thệ Học Pháp Tạng. Thệ Kính Tăng Chúng. Ư Phật Giáo Giới Tín Thọ Phụng Hành. Tam Quy Y Chứng Minh A Xà Lê Tịnh Không. Nghi thức quy y này là tổng quát cả toàn cầu. Sau này mỗi ngày chúng tôi đều phải làm quy y cho quý vị. Vì sao vậy? Mỗi ngày là ngày hôm nay, là những thủy anh linh bị phá thai hôm nay. Mỗi ngày toàn cầu đều có, cho nên mỗi một ngày đều quy y cho quý vị. Mỗi ngày trên thế giới này, những động vật bị giết hại, bị giết, bị ăn, không biết bao nhiêu mà kể, chúng ta mỗi ngày cũng phải quy y cho chúng. Tôi đang giảng kinh, mỗi buổi giảng kinh đều đem công đức giảng kinh hồi hướng cho mọi người. Hy vọng mọi người nỗ lực nghe kinh giác ngộ, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tại thế giới Cực Lạc, nghe pháp tu hành, viên mãn thành Phật Đà. Cảm ơn quý vị. Vô cùng cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn Ngài. Vậy hiện nay trên toàn quốc Ngài không đi đâu nữa, nhưng có rất nhiều nước trên thế giới đều muốn Ngài đến. Các nước trên thế giới, ngày nay tôi du hành quốc tế không có chướng ngại. Tôi đến nơi nào cũng không cần làm visa nữa. Đây là điều tốt. Nhưng nếu tôi đi rồi, việc giảng kinh sẽ bị chậm trễ.
giảng kinh bị chậm trễ rồi. Cho nên điều này quá quan trọng. Quý vị xem tai họa nhiều như vậy, mọi người khổ như thế, nên kinh này một ngày cũng không thể dừng. Đúng. Đúng. Trong nước hiện tại các nơi, trên cơ bản rất nhiều nhà mở kinh Vô Lượng Thọ của Ngài, 24 tiếng đồng hồ mở kinh cúng dường. Là việc tốt. Cũng giống như hóa thân của Ngài vậy, tức là phân thân của Ngài. Phải chăng có thể đạt đến hóa giải tai nạn? Mỗi nhà đều mở một cái máy như vậy. Hiện nay trong nước rất nhiều những cái máy như vậy. Có năng lực như vậy. Có năng lực như vậy. Bởi vì sau khi họ nghe xong, họ hiểu rồi, ít nhất những tội nghiệp như vậy họ không dám làm nữa. Đây chính là hóa giải. Bớt đi một người tạo nghiệp, tai họa sẽ giảm nhẹ một phần. Thêm một người tạo nghiệp, tai họa liền nặng thêm một phần. Nặng thêm một phần. Đúng vậy. Nếu như vệ tinh có thể đến nơi, đương nhiên càng tốt. Vệ tinh đến nơi. Đến nơi tức là nhà nhà đều có thể xem trên tivi. Ngoài ra chỉ cần có máy vi tính liền có thể thu nhận được. Máy vi tính có thể thu mạng Internet. Mạng Internet có thể liên kết với vệ tinh. Chúng tôi đều liên kết với nhau. Cho nên máy tính có thể thu xem truyền hình vệ tinh. Hiện nay tôi ở Lục Hợp Viên. Ở chỗ tôi chính là dùng vi tính xem truyền hình vệ tinh, thu xem hoa tạng. Tôi giảng 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn. Vậy là không cần lắp đặt chảo vệ tinh phải không? Không cần lắp đặt. Quý vị dùng máy vi tính là được rồi. Dùng máy vi tính nối sợi dây mạng vào là được rồi. Xem rất rõ. Cho nên đây là sự việc tốt. Cũng có hiệu quả. Cũng có hiệu quả. Nếu như thật sự không có, dùng đĩa cũng tốt. Cố gắng dùng những thứ này. Hiện nay tôi thấy trong nước làm cái máy nghe mini làm rất tốt. Toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ đều trong một cái máy nhỏ đó. Đại kinh dạy trong một cái thẻ nhớ như vậy. Mỗi người là mỗi người một cái. Thật quý hóa. 1.200 tiếng đồng hồ đều ở trong đó. Rất lý tưởng. Lúc nghe âm thanh lớn một chút, con người chúng ta nghe, quỷ thần cũng nghe. Lợi ích cho họ, tự lợi lợi tha. Đúng, đều có thể nghe được. Cho nên cũng có thể nói lúc nghe mở ra, lúc mở máy này ra, cũng chắp tay mời những tiểu anh linh này đều đến nghe kinh, đều có thể. Vâng, cảm ơn sư phụ, cảm ơn. Nhất nhất trang nghiêm, toàn thể lý tánh. Y giáo tu trì, vượt ngang khỏi tam giới. Tiến lên không thoái chuyển. Viên mãn sanh vào bốn cõi, cứu cánh thành Phật, là được quả cứu cánh thanh tịnh. Đầy đủ ba loại thanh tịnh. Người nghe được lợi ích vô thượng, nên đều được đại hoan hỷ, tin tưởng vui thích thọ trì, nên gọi là tín thọ phụng hành. Ở sau còn một đoạn nhỏ. Vô Lượng Thọ Kinh khởi tín luận nói, đây là trước tác của cư sĩ Bành Tế Thanh thời nhà Thanh. Rất nhiều đồng học đều biết, dùng cách nói như bây giờ, thì Bành Tế Thanh là con cháu của cán bộ cao cấp. Cha ông là binh bộ thượng thư của Hoàng đế Càn Long, nghĩa là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông thì vô cùng thông minh, có trí tuệ. Hoàn cảnh gia đình lại tốt. Bởi thế, chắc là chưa đến Nhược Quán. Nhược Quán là 20 tuổi. Tôi đoán khoảng 18-19 tuổi đã thi đậu tiến sĩ. Nhưng ông không làm quan, suốt đời không làm quan. Chuyên môn nghiên cứu Phật giáo. Ông thông cả ba giáo Nho Thích Đạo. Trong Phật giáo, tông môn, giáo môn, hiển giáo, mật giáo đều viên chung. Quả là một vị đại đức cư sĩ. Ông trước tác rất nhiều. Ông nói,
Tịnh Tông là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Câu này là ông nói. Đời này chúng ta gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, gặp được Tịnh Độ. Ông ta nói đây là điều hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Này quý vị đã gặp được. Gặp được phải hành trì. Gặp được không thể dễ dàng bỏ qua. Chúng ta đọc tiếp đoạn văn của ông. Kinh này đầy đủ toàn thân vô lượng thọ, cũng đầy đủ toàn thân tất cả chư Phật. Như vậy mà không tuyệt vời ư? Bộ kinh này là toàn thân vô lượng thọ, toàn thân Phật A-di-đà, cũng là toàn thân của tất cả chư Phật. Hay nói cách khác, Phật Pháp cứu cánh viên mãn đều bao hàm ở trong này. Lời này có thể tin. Vì sao vậy? Vì các đại đức thời Tùy Đường đã chứng minh. Quý vị xem bài tựa của cư sĩ Mai Quang Hy sẽ biết. Quả thật không thể nghĩ bàn. Tin vào kinh này tức đầy đủ tất cả trí Phật. Tất cả trí tuệ viên mãn của Phật đều ở trong bộ kinh này. Tập chú của cụ Hoàng Niệm Tổ có thể tập 83 loại kinh luận. Đó là tri kiến của Phật. Và 110 loại chú sớ của các tổ sư đại đức. Để chú giải bản hội tập này. Bởi thế kinh là hội tập, chú cũng là hội tập. Đúng là hy hữu khó gặp. Nay chúng ta đã gặp được. Gặp được. Lần thứ nhất tôi in bản chú giải này 10.000 cuốn để lưu thông. Lúc đó ở Mỹ, ông chỉ đem theo một bản, là bản in dầu. Bây giờ rất nhiều người không biết in dầu là gì. Thời kỳ kháng chiến rất phổ biến. Tặng cho tôi bản in dầu. Lúc đó tôi xem qua, vô lượng hoan hỷ. Tôi hỏi ông có bản quyền không? Ông nói không có bản quyền. Tôi nói không có bản quyền thì tôi sẽ in ấn nó. Có bản quyền thì tôi không dám ấn tống. Nên lần đầu tiên ấn tống 10.000 bộ. Bây giờ bộ kinh ấn tống số lượng bao nhiêu? Không cách nào tính được. Quá nhiều. Ấn tống khắp các nơi, trong nước cũng như nước ngoài. Lưu thông số lượng lớn. Đại khái cũng coi là bản đầu tiên. Loại đầu tiên. Tôi nghĩ nếu tôi không giảng tường tận bộ kinh này một lần thì không ai chú ý đến. Sợ quá nhiều trích dẫn, mọi người không chịu xem. Hôm nay tôi đã giảng xong kinh này. Hôm nay là ngày 18 tháng 9. Chúng ta vừa giảng xong 600 tập, tức là 1.200 tiếng đồng hồ. 1.200 tiếng đồng hồ giảng viên mãn vào ngày 18 tháng 9. Đem công đức giảng kinh hồi hướng. Tôi dùng ý nghĩa này. Ngày mai chúng ta bắt đầu giảng lại lần thứ hai. Tôi giảng lại một lần nữa. Lần giảng này tôi sẽ đưa bản khoa phán tôi viết vào. Là Đại Kinh Khoa Chú, tức Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Chú vẫn dùng chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ. Thời gian 6 năm của ông quá gian khổ, thân mang bệnh, nhưng vẫn chú giải kinh này. Tôi thấy vậy trong lòng rất rây rứt. Chúng tôi gặp nhau khi tuổi đã cao.
gặp được quả thật hoan hỷ vô lượng. Lúc đó trong nước chỉ mình ông giảng kinh này, ở nước ngoài cũng chỉ mình tôi giảng kinh này. Bởi thế hai bên gặp nhau vui mừng khôn tả. Tôi muốn báo ơn tri ngộ này, cảm ơn ân đức lớn của ông gia trì tất cả chúng sanh thời mạt pháp. Chúng ta có thể làm được chút việc, cũng tận một phần sức lực để cảm ơn ân đức của ông. Cảm ơn bản hội tập của cư sĩ Hà Liên Cư, chú giải của cụ Hoàng Niệm Tổ. Tôi cũng là người dẫn đầu. Trước đây giảng kinh suốt 53 năm, 53 năm giảng mấy mươi bộ kinh. Vì bản thân không ở một nơi cố định, sống cuộc đời du mục. Tôi biết bất luận là tu học pháp môn nào, chỉ cần nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, không ai không thành tựu. Vì sao vậy? Vì chúng ta vốn là Phật, nhất định sẽ thành tựu. Sợ nhất là học lung tung, học đủ thứ, học quá nhiều. Như vậy thì tinh thần và thời gian của mình đều phân tán hết, và rất khó thành tựu. Cho nên bây giờ, bắt đầu từ năm ngoái tôi giảng bộ kinh này, những năm còn lại có thể sống được bao nhiêu năm thì giảng bấy nhiêu bộ. Tiêu chuẩn là 1.200 tiếng. Một ngày 4 tiếng cần phải mất 300 ngày. Một năm một bộ. Chia sẻ với mọi người. Biểu diễn nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Hôm nay kinh này đã viên mãn, cảm ơn mọi người. Chúng ta cần thân này, cần thân để chúng ta tu hành. Không thể giúp ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì thật là ghê gớm. Bài học trước tôi đã nhắc đến sự nghiêm trọng của việc phá thai giết người. Có một học trò đưa cho tôi sắp tài liệu. Trong tài liệu này nói, căn cứ theo tính toán của Tổ chức Vệ sinh Thế giới, trên toàn cầu mỗi ngày có 15 vạn người phá thai. Như vậy chính là giết 15 vạn người. Trong đó có 500 người phụ nữ vì phá thai mà chết. Mỗi ngày có 500 người phụ nữ phá thai mà chết, 15 vạn trẻ con bị giết, là mỗi ngày. Như vậy thì mỗi năm có bao nhiêu? Một năm có khoảng 5.000 vạn người, chính là 5.000 vạn trẻ em bị giết. Là một năm. 2 năm là 1 ức. Những oan gia trái chủ này nhất định không tha cho những ai đã làm điều này. Đặc biệt còn có một ví dụ. Ở Hồng Kông có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Cô ta sám hối vì chính mình đã từng phá thai hơn 10 lần. Giết người nhất định phải đền mạng. Giết người nhiều như vậy thì quả báo ở đâu? Ở trong địa ngục vô gián.
Điều này không đáng sợ sao? Phụ nữ phá thai thì họ có tội, nhưng người đàn ông cũng có tội như vậy. Tội không phải một người, cả hai đều có tội. Đây là một tính toán rất chắc chắn. Một ngày có 15 vạn người chết. Nhân số tử vong cao hơn bất cứ chiến tranh nào. Đây là tình hình xã hội bây giờ. Thật quá khủng khiếp phải không? Tạo ác nghiệp như vậy, họ có thể có phước báo chăng? Họ sẽ có kết quả tốt chăng? Các bạn trẻ cần phải giác ngộ. Đây là một con đường chứ. Mặc dù ta không chết thì suốt cuộc đời này ta sống cũng rất đáng thương. Tại sao phải tạo nên loại ác nghiệp này? Đã từng có người đưa ra vấn đề này. Ngày nay mỗi người trên toàn thế giới, chính mình phải cố gắng tự phản tỉnh. Tội như vậy đã xứng đáng để đọa địa ngục A Tỳ không? Chắc chắn là đại đa số đều không thể tránh khỏi. Vì sao lại tạo nên tội nghiệp nặng nề như vậy? Vậy thưa sư phụ, trong tình huống nào nam nữ có thể hành dâm? Họ đã có những loại hành vi này, liền có khả năng hoài thai. Thông thường cũng là như vậy, nhưng hiện nay lại có đủ các loại lý do, nguyên nhân không thể phát sinh. Không có lý do. Không có lý do. Đều là những lý do không đúng. Đều là lý do không đúng. Đúng, đúng vậy. Lý do không đúng. Đều là không chính đáng. Nói cách khác, trên căn bản là không nên làm những sự việc này. Như vậy, nhưng hiện nay không có ai dạy chúng ta tiêu chuẩn như vậy. Rất nhiều người cho rằng hưởng thụ tài sắc danh thực thụy. Nếu như quý vị nói với họ thật sự giác ngộ, hưởng thụ tài sắc danh thực thụy, kết quả là A Tỳ địa ngục. Quý vị có thể tận tình hưởng thụ, nhưng cuối cùng đọa vào A Tỳ địa ngục. Nghĩa là lý do gì cũng không thể giết người. Đúng, không thể. Không những không thể, mà tài sắc danh thực thùy căn bản không nên dính đến. Tài sắc danh thực thùy đều không nên dính đến. Căn bản là không thể dính đến. Căn bản là không thể dính đến. Đúng vậy, năm cái gốc của địa ngục, hà tất phải đi kết duyên với địa ngục? Không cần tài của có thể sống được. Cuộc sống thanh bần một tí giận tốt, thân thể mạnh khỏe, sắc là thứ có thể xa lìa. Sắc là thứ có thể xa lìa. Có thể xa lìa. Danh cũng có thể xa lìa. Cần danh để làm gì? Giả danh. Phật Thích Ca Mâu Ni địa vị là quốc vương, ngài còn bỏ mà đi. Một đời đi làm giáo viên. Giáo viên nghèo. Ngài sinh sống rất tự tại. Vậy con là diễn viên. Là một diễn viên. Con từng diễn rất nhiều bộ phim không tốt lắm. Cũng từng nói rất nhiều lời thoại không tốt lắm. Ví dụ như con diễn ánh mắt đờ đẫn gì gì đó. Con cảm thấy vô cùng xấu hổ. Con từng diễn qua một bộ kịch nói. Thưa sư phụ, kịch nói chính là hí kịch. Ừ, tôi tức là diễn trực tiếp như thế. Con diễn một vai kỹ nữ cao cấp, rồi múa thoát y. Có một lần học sinh trung học bao cả rạp, phản ánh rất không tốt. Học sinh trung học toàn là
Con không biết liêm sĩ ở trên sàn diễn, lúc đó diễn rất hăng say. Những đứa trẻ huýt gió, rồi sau đó nói, hay quá. Con nói gì gì đó, cứ như vậy, con liền cảm thấy, bây giờ con biết bản thân mình sai rồi. Con đang suy nghĩ, nếu sau này con cũng trở thành tổ tiên của người khác, vậy con để lại cho con cháu đời sau những thứ này sao? Thật xấu hổ. Là một người làm truyền thông, ở lại đây con muốn sám hối sâu sắc, con sai rồi. Sau này con sẽ không đóng những bộ phim sát đạo dâm vọng như vậy nữa. Thật sự không thể đóng những phim đó nữa, tệ nạn này quá sâu rồi. Thưa sư phụ, có một vấn đề quan trọng. Con muốn khẩn thỉnh Ngài từ bi khai thị. Con diễn rất nhiều bộ phim không tốt. Sư phụ từng nói, quý vị diễn những đĩa phim sát đạo dâm vọng. Chỉ cần có một đĩa vẫn còn lưu thông trên nhân gian, quý vị sẽ không ra khỏi địa ngục. Bây giờ con muốn sửa cho tốt. Con cũng đã sám hối rồi. Nhưng những đĩa phim này vẫn còn đang phát huy ảnh hưởng. Mọi người nhìn thấy vẫn bị ô nhiễm. Bây giờ có rất nhiều khán giả chuyên tâm lưu giữ những đĩa phim này của con. Con xin hỏi Pháp Sư, con phải làm như thế nào? Đúng, cô chỉ có niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạ. Nếu như cô không đến thế giới cực lạc, cô chỉ còn hai con đường. Một là thế giới cực lạc, một là A Tỳ địa ngục. Đáng sợ quá, con không muốn đi. Cô không có cách nào khác, cô chỉ có hai con đường. Con không muốn đến địa ngục, thưa sư phụ. Vậy thì cô nhanh chóng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy con nhất định niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cô không đến thế giới cực lạc, cô sẽ đi đến địa ngục. A Tỳ địa ngục ư? Đúng, A Tỳ địa ngục là địa ngục khổ. Đáng sợ quá, thưa sư phụ. Ừ, đi đến đó cùng với Từ Hy Thái Hậu ở đó với bà ấy. Con không muốn đi. Con xin hỏi sư phụ, sắc dục tràn lan này, nam nữ buông thả dục vọng và thiên tai có liên quan gì đến thảm họa trực tiếp do nó tạo thành thảm họa? Đúng, đúng thế, nó trực tiếp tạo thành tai họa. Đó là tà dâm. Đúng, cho nên ngày xưa đối với sự việc này tôi cũng hiểu biết không thấu triệt lắm. Từ khi nhìn thấy những hiện tượng này mới thực sự thể hội được cổ nhân nói, trong vạn ác thì tà dâm đứng đầu. Trong vạn ác tà dâm đứng đúng. Đầu. Tôi mới thực sự hiểu được câu nói này. Vì sao vậy? Vì toàn thể tai họa chính là do điều này tạo thành. Nó là nhân tố đầu tiên. Dâm rồi sau đó mới là sát sanh. Đúng, sát sanh. Nó đều có hết. Tham sân si mạng đều có. Nó bao gồm tất cả. Chỉ là một chữ này. Trong một chữ dâm này, nó có giết, có trộm, có giọng ngữ, có ngạo mạn, có tật độ, có chướng ngại. Trong một chữ này, nó bao gồm tất cả. Nó thật ghê gớm. Cho nên câu nói này của cổ nhân nói rất có lý. Lúc chúng tôi còn trẻ tuổi, chưa thể hội được. Chưa thể hội được sâu như vậy. Bây giờ lớn như thế này rồi, tai nạn sắp đổ lên đầu rồi mới hiểu được. Họa đứng đầu chính là dâm. Số một trong tai họa này chính là tà dâm. Chính là dâm à. Là số một. Con người tạo thành tai họa lớn như vậy. Vậy nên người khởi xướng tà dâm, người tuyên truyền tà dâm, họ đều phải chịu trách nhiệm. Họ gánh vác trách nhiệm nhân quả lớn rồi. Vậy vừa rồi Ngài nói, những người tuyên truyền những thứ này làm cho người ta sắc tình tràn lan, làm cho người tà dâm, tất cả những thứ này đều không tồn tại nữa. Đúng. Họ mới có thể thoát khỏi địa ngục. Đúng. Nhưng con lại cảm thấy rất mù mịt. Niềm hy vọng này rất mong. Đúng. Cho nên ngày nay ông trời đến bắt người là rất có lý. Nếu như thực sự giống những thứ này, người ngồi đồng truyền đến những tin tức. Những tin tức này tôi cũng không bàn đến nó. Đối với những thứ này, chúng tôi cũng chỉ nghe xem mà thôi. Những tin tức này của họ nói rằng, tai họa này trên địa cầu sẽ chết bao nhiêu người? Chết 5 tỷ người. Hiện nay địa cầu hơn 7 tỷ người. Lúc chết 5 tỷ người, tai họa qua rồi, chỉ còn lại 2 tỷ người. 2 tỷ người là lưu lại những người như thế nào? 2 tỷ người dường như là tâm địa tương đối đoan trang, lương thiện. Bao gồm những người không có tạo nghiệp. Nếu như tạo nghiệp thì không giữ lại được. Họ phải chịu quả báo này. Sau một tai nạn lớn như vậy, con người sẽ dần dần giác ngộ. Con người sẽ dần dần giác ngộ. Tức là tỉnh táo trở lại.
Tất cả những khoa học kỹ thuật đều bị hủy diệt. Tất cả khoa học kỹ thuật đều hủy diệt hết. Cái gì cũng không có nữa. Không còn thứ gì con nữa. Con người phải trở lại cuộc sống nguyên thủy. Văn minh khoa học kỹ thuật đều không còn nữa. Nhà khoa học nói với chúng ta, nhân loại ngày xưa từng có Á Đạt Lan Đề Tư, tức Atlantis. Nó có một truyền thuyết như vậy. Khoảng 5-6 vạn năm trước, lúc đó trên trái đất khoa học kỹ thuật cũng phát triển đến đỉnh cao nhất. Nhân loại điên cuồng, luân lý đạo đức hoàn toàn không còn nữa, cũng không còn tin tưởng có thần linh, cũng tạo tác tội nghiệp, toàn bộ đại địa chìm xuống dưới biển, tức là Đại Tây Dương, cho nên gọi là Đại Tây Quốc, toàn bộ bị chìm xuống đáy biển. Vậy thì sư phụ, con xin hỏi ngài một việc nữa. Con người hiện nay không còn khái niệm về nhân luân nữa. Họ không có ý thức được mình đang giết con cái của mình. Đại chuyện từ xưa chưa từng nghe. Giết con với số lượng lớn như thế, đã giết là giết hàng ngàn hàng vạn người. Vậy ngày xưa con cái giết cha mẹ là đại nghịch bất đạo, phải xử tử lăn trì. Hiện nay phụ nữ giết hại con mình thì coi là tội gì? Từ trên nhân nên nói như thế nào ạ? Tội đó họ phải chịu, bản thân họ cũng đã biết rồi. Họ phải chịu, bản thân họ cũng đã biết. Đúng vậy, hiện nay họ phải chịu gọi là hoa báo, là quả báo rất nhẹ, quả báo ở địa ngục. Chúng ta hiện rất nhiều con cái ngỗ nghịch, sau đó thân thể xuất hiện những tình huống, trong sự nghiệp có rất nhiều chướng ngại, đều là hoa báo, quả báo còn nơi địa ngục. Đúng. Quý vị nên hiểu, các phương diện trên thân thể đều xuất hiện những thứ này, đều là những tiểu quỷ đang quỷ phá. Họ có năng lượng lớn như vậy à? Đúng, họ có năng lực lớn thật như vậy. Thật không thể coi thường họ. Đúng. Vậy thưa sư phụ, con muốn hỏi thêm ngài một câu này. Những nữ tử phong trần này làm những việc phục vụ tình dục trên toàn thế giới. Họ thường xuyên phá thai, tức là thường xuyên giết người. Số lượng những người nữ này vô cùng lớn. Số lượng họ phá thai cũng vô cùng nhiều. Họ thông qua những điều này để kiếm tiền, để phát đạt giàu có. Một số cô gái phong trần thường xuyên phá thai giết người, thì vận mệnh của họ sẽ như thế nào ạ? Cô có thể nghĩ mà biết được. Thọ mạng của họ nhất định không dài. Hơn nữa khi chết cũng không dễ. Chắc chắn chết không dễ. Đúng, đúng thế, đúng thế. Cho nên lúc cô ấy làm những việc này, cô ấy tạo nghiệp địa ngục. Bản thân cô ấy hiện tại không tin. Đến khi cảnh giới địa ngục hiện tiền, cô ấy hối hận cũng đã muộn vậy rồi. Vậy là muộn rồi. Muộn quá rồi. Trên thế giới có rất nhiều nam tử tìm hoa hỏi liễu. Có người bỏ rất nhiều tiền đến những nơi sắc tình để hưởng lạc, tức là làm cho nhiều cô gái phá thai. Vậy con xin hỏi họ sẽ gánh chịu những quả báo như thế nào? Cùng quả báo như vậy. Cùng quả báo như vậy. Tức là họ làm cho bao nhiêu cô gái phá thai, họ giết người, họ phải đền mạng. Từ nay về sau họ phải đền mãi nữa. Đúng, đúng. Vậy tức là những hài nhi bị chúng ta phá thai này, sau khi giết chúng, chúng có còn đến đầu thai không ạ? Có. Có à? Những người còn đến đầu thai, vậy đều là tức báo thù. Tức họ đến báo thù.